nếu mà nhau lo xeo chẳng phải rồi bằng cô ca cho em đeo. Đeo cửa lên nhà nhà ơ luận rầy nhớ mà hơ con dầu ồn ồ nhà có con có cái đủ là nó thân đi giữa ồn nhà hơ. Cơm ăn rác ăn sáng rồi ồn ào mình gặp lại để ngồi thăm nhau ra giờ ồn ào ồn ào thương cất thiêng chữ vàng vàng hà là thay em đoàn em hằng đuôi nghe xin về là nó hư cơm mà ăn rác ăn xong rồi thương hình hạt na dụng hình con na hòn na nô mà em cũng hình ơi ổn na thương mình lố càng dài ngày hôm nay gặp lại mình đây hỏi thăm nhau giờ nọ ơi còn là răng chi nửa hình nhà ơi mình gặp mà lại mình đợi hỏi xăm rồi gặp mà un đợi hỏi thăm mà liền ở đình nhà un có mình lên răng chẳng giờ nọ hơi gặp mà un anh hỏi sắm gia đình này mạnh nhà kể cả nhà mang vui rồi chờ mang chớ là làm mà chớ nôn hôm nay gấp mà ồn em thôi mang bùi rồi hay à na hơi em nhà hơi em nhà hỏi ồn rồi đỡ cho ồn hỏi em rơi mấy câu không hay à chớ cứ hỏi vậy nha nó đời búa un đổi bên đeo bụi là nó hơi hỏi xăm tất cả lòng nhà em hiện giờ này điều khi mẹ nhớ lên như nó chẳng vậy cảm ơn cái tấm lòng vàng thương em ồn hỏi đến ồ nhà cảm ơn rài nọ hơn chị mong mạnh khỏe gia đình đi dùng đỡ mà kết mà quen của ngày nhà em nghe
khuê mình chưa thiêng lên ngủ mà nay an gặp mà ôm lấy mà nhớ cây ngà hoa tuổi ra hay nọ chị mang mình khuê ở lên được mà bạc ngỡ mà sát lúa là mùa số chạc đặc đều đưa ăn đã giỏi ơi chị mình em mà nhớ ồn làm nọ hơi lùa ngay gặp ma u này rồi mang trường là ra nền nọ hình nhà xương gặp lại buồn rồi nhà ơi ngõ thầy uốn mạnh nhà quê in nhà rồi chưa là chẳng đi giỏi ơi em nhà mang chưa là làm ra uốn nhà ơi hôm mà nay em khó đây bởi thôi mang chưa là em mà ra nền nọ chẳng chưa là buộc nhớ đã là lên đỡ uốn đi dùng đỡ lên ngôi bàn con hay ở yên mấy năm gặp ma uốn ra thoáng hơi lòng tâm em luôn nghĩ rồi về là em mà ra nền thuận hình nhà rằng uốn na mừng làm mà mừng nôn mừng cho chuyện rằng mừng ngày thanh nhà cùng bài vừa ngày gặp mau là chưa lạnh ở đâu lùa ngay mang gặp mơ lại như nhịp cầu mến đi chung rồi giờ nọ lượng đi mến bạc nhịp mơ cầu cho riêng đội mình cứ bắt nhịp câu rồi chung ra rồi bà hòa yêu má lời hẹn mình lời ơ thương có ngày em mang như hảo đã mương đi chim em ra nền nọ bữa nó răng bị nổ ngát lương bữa em nhớ un chẳng bỏ đất mương chim mà em con lại bởi vì nỗi nhớ nó hơi lười thương thiêng như cả đôi quên em ra nền nọ bữa em chẳng kiềm chẳng xin mà này mà đồn ở bàn lắm mà vương mình xin mà nhau ra rồi khuya đêm mà lăng làng chưa ngày nào ê ngà cha đang ca hảo mò đi chi mà em mà ra nền nọ hình rằng
sôi ra nền mặt na răng na duyên na nở chi mặn nở kha nhung ma thiêng nhớ đủ là nó thần ni giờ ổn hơn bữa vì thiêng hạt chẳng ho cho riêng ngắm mai cứ to nhớ nhau ra rồi chị à vi ma thiên hạt chưa câu ho lời thương thiên như ngày nó cho quên em mà đi rửa thương anh nhà huệ nhà ngõ bọn rạc ở nhà anh ta dạy bọn rạc nhà quen chuyện hào mang nó hút vàng vé la yên đài nó hơi càng hà rắn càng sương làm mà nôn ớt lương ngày ôn bỏ đất mỏ mương sẽ hỏi coi biển để chim ớt lương hãy đồ anh hoa biển tên chim và hà ổn về đưa theo đình khẩu nhà đưa anh tùm giữa thuộc à ơi hãy à ôn à đừng là cô cha đợi rôm mà cái mà rơi canh nhà cha với giỏi cả ni anh ở đá biển riêng chỉ mà ở và ủn măng anh hộ cơ khẩu nhà đứng qua là cô hay nọ nếu anh đá biển riêng chỉ mà qua măng xiềng hộ ùn xa ngò y ngã ma rôm bao em rời ơi ngày ùn à về là đời anh theo ùn đình ở nhà đời anh tàu bọn của cả đời anh lùng có anh chẳng đi nếu mà anh vì lo xeo ùn chẳng phải rồi bọn cô ca cho anh đèo cửa lên nhà nhà ơ luôn rầy những ma con dầu ùn ủ nhà cỏ con có cái đủ là nó thần đi giữa ủn hương ủn bão răng đi rồng đốn vương ình xương mà là ở ba mà là vương quê là trời tôi mà hình hay có con thì ún đờ chỗ nhà có ung ún nhột lại đổ mà theo anh hay chữ nó ún chẳng có nhột mà chỗ chung đỡ cho đi dồn một nhà dồn là quen tôi anh ơi thôi à thôi anh quá thiện nắng lời điều thương anh
ôn chớ nhốt đồn thôi mà khổ thần hay nọ ơi. Chẳng rằm có nhột chỗ quan đỡ ùn đi chuồng bao răng vương ùn quyện đầy có quen thì mình phải chờ có yêu mà khi ăn đi khớm vì là chiều mất nhau chẳng cô nền nó hư đôi mình như chim hèn lạc ngỡ đàn đi xa đoạn khả vô văn chưa gặp nhau ra rồi ơi hay à đưa anh ban mân ôn chờ để ngỡ ni mà là khi anh mân ôn phải khi mà là chẳng mình chơi dùng trả liều phòng thì lưới đạch đợt chiếu cho chẳng giờ nó ơi nhà ơi răng mài mà trường mà sương mà lòng bao má sâu lòng ngôn họ cũng lại hãy à mình à chỉ chơi dùng một nhà lục ngã ni ở mà đã qua lúa rồi khi mà khơi rồi giờ ủn hơi đôi nhà mình ngã đi dùng lá quen đường gặp mơ lại đỡ mình bắt say rồi giỏi thì chia về đến đùn cùng ở nhà được in gọi ùn đi mà đưa hay con hay trước khi tạm biệt lại dừng lưỡi thương tiếng nhớ chín đứng quên em đi hay nó hơi chữ lời ni ùn nhớ chẳng quên đưa ùn nhớ mãi lòng lòng hót lại tìm đây mơ chi đưa anh biển rình mèo đưa leo bao bếp mà ùn anh xin rúa cơm khô con giờ nó hơi nhà về ùn tặng mà khăn xeo khi nó mặn nhớ mà xa rơi khá bưởi cô ngày chờ tặng ùn cả mê ngày nào mặn nhớ ùn đạn bê mà treo chuối rải nó hơi cảm ơn mặn như đỏ đi nữa đấy mới là cái thế thế lên cái nút đi lên nó đỡ chạy ra là không có in nữa à in rồi đấy à in rồi À, bác ở đây bác dịch sang bên này một tí. Đây, ngồi sát vào tròn các bạn nhá. Tròn các bạn. Ở đây.
Đấy đi mèo ấy. Đấy đi mèo. Chú ở đằng ấy nó vào hình ảnh rất đẹp. Vâng, tôi xin với các bố các mẹ. Nha, để khỏe. Chiêu mình dàn đều đều ra. Dàn đều bên này cho bạn. Buổi chiều ở trên dàn đều. Để có thể ngang ngang. Dàn hết sang bên này luôn. Lùi. Buổi chiều nứa ấy. Tất cả đều cho nứa sang bên này của hai người đi. Nứa một vòng tròn luôn, một vòng tròn luôn. Kéo cái đấy vào. Đi sang bên này. Nhớ rào sào khăn, chú cha mù tôi xin biếng ạ. À. Mới các bộ ổng, các bộ ổng rớt đây là ba đỉnh, một đố một chát lên ạ. Xin mời các bộ ạ. Vâng, xin mời các bộ ổng ạ. Mấy mẹ. Chú cha mù tôi xin bốn đỉnh kể là một. Cật môi ơi con môi cật hàng con môi cật bộ ống cật 30 các bố các mẹ người ạ. Xin mời bộ. Còn tha hồ mà thoải mái, còn thừa ấy. 12 cần không có thiếu. Con con cái nó cái con bán ra lại đi cả cái đi lấy cái đi về bán bỏ cái đi cái đấy off high mình là khoáng cái mặt lôi cái ngôi đột vào cái này đây là máy khoáng mặt lôi đó nói chưa nha. Rào Đô Khuê, chủ trả mù tôi xin bữa biếng ạ. Biếng xong mới các bố có 12 ổng ạ. Bàn rồi đi. À bàn, bàn đi. Thế khít lược thì là ổng đây đây, chứ đi các bố ổng lược đây. Khâu hạ cứ theo ổng dòng theo các bố đó các bố ạ. Vâng, xin mời các bố ạ. Mời các bố ạ. Mời các bố lê khuê ạ. Ba đỉnh, một đố một trả các bố ạ. Chú chạm mô tôi xin buông điện kể là một. Cật một. Tôi xin buông điện kể là hai. Cật hào tôi cân mươi buông điện cái là ba. Cái điều đó đi. Thôi cho cái nó cái ạ.
được làm đâu nữa nè. Đừng có nhìn vào chú nha, nhìn cứ đi đi thẳng tự nhiên. Rồi từ từ nha. Quay quay đi, quay góc trên đi. Rồi đi thẳng vào. Đi đi, cả hai đứa đi vào đi. Rồi đi xuống luôn nha. Cho xuống luôn nha. Vác xuống luôn nha. Thôi 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 thôi. Xin mời các bố ạ, bao đưa điều xem rào đó. Đủ nước chưa? Đủ được. Đủ nước rồi, chú ơi, có cái xô nó đổ thêm vào. Đủ nước xô vào nhé, không ngồi có cái nhá. Vâng, không quay đâu. Chú phải cái mũi để ra là chú bị chú chạm vào này. Với cái này có cái mũi thôi rồi. Cá hay cái gì? Các bố các bác nghe máy ảnh nghe suối, các bố các bác viên nha, bình đi xong đi dùng nha. Ý bình ông có cái chi có cái bình mối như cái các bố rằng để ông ăn là chuột lạch bánh ngọt. Thế các bố đeo bàn nên là nó ổng cho nó bùi kha con rồi đó. Em mời các bố. Dạ. Con dư càng tốt, hãy kể cái chú. Rồi này đi y tiếp thôi nghe đây nha, viên dùng này ông ba nha, chủ pin y pin để coi như là y có cái bàn rào để tạo thả cho ổn định ô nhà hà đây khẩn trả đã hà thở hà ổn giờ vui thì y báo cáo về tân cái các ô nhà nhỉ để coi như là bình rào tổng ha. Thế tôi ở nhương đó, ngồi ở trước đây, ô nha đây, mấy con nói chung là hết ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ. Tôi nuôi các bộ rào đó, tôi chỉ nuôi các bộ bao nè. Vâng. Và cái là thật đấy, thì mình chỉ định của mình là biết là không chơi chuối. Bố hay bố răng lại cái này nhé. Răng lại cái nhớ rào một tôi chín.
Cách đăng ký kênh Người Em Gừng TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn có chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.